Dạ vâng, âm thanh Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2018. Vâng, cũng theo yêu cầu của bác Nguyễn Mạnh Thuần, có địa chỉ tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vâng, và bác yêu cầu test cho một bộ dàn Kenwood A97 full 2 súp. Vâng, và hôm nay em cũng tranh thủ thời gian buổi tối và test cho bác, và các bác nào có nhu cầu muốn mua thì cũng cứ tham khảo những bộ dàn Kenwood A97 này. Vâng, trước mắt các bác đây là bộ dàn Kenwood A97 này. Vâng, và cũng còn rất nhiều những bộ dàn Kenwood em cũng chưa vệ sinh xong, thì em vệ sinh được bộ nào em sẽ test cho các bác của đấy. Nhiều khi là khách hàng đến nhà mua mà cũng chưa kịp coi như thế là test lên thì đã bán mất rồi các bác ấy. Nên các bác cũng thông cảm. Vâng, dàn thì cũng Kenwood A97 thì cũng còn rất là nhiều, em vệ sinh được bộ nào thì em sẽ test cho các bác bộ đó. Các bác nào đặt hàng thì em sẽ test cho các bác. Vâng, trước mắt các bác đây là một bộ dàn Kenwood A97. Vâng, đã được ghép full 2 súp rồi các bác. Bộ dàn này là bộ dàn chạy điện 220 bác nhé. Đấy, đi theo một bộ dàn Kenwood A97 này là một đôi loa 12M. Vâng, đây loa chính hãng của hãng Kenwood đấy. Loa Kenwood 12M. Vâng, và đây là một bát 22cm và một trung và một tép. Đấy, và một loa lóc, loa trung dao đây các bác. Vâng, em chỉ soi hình thức bên ngoài cho các bác để các bác đánh giá chất lượng. Còn tất cả là bên trong và trong máy móc thì em sẽ bao zin cho các bác. Zin từ A đến Z, linh kiện nguyên bản. Và chứ bây giờ mà soi bên trong mà mở máy ra soi bên trong thì không soi được cho các bác được. Em chỉ soi bên ngoài để các bác đánh giá chất lượng. Còn về bên trong thì trong máy thì em sẽ có trách nhiệm là bao zin cho các bác test thoải mái. Và đây là các bác nhìn trước mắt các bác là bộ dàn 5 thớt đây, tất cả 5 thớt đều sáng đẹp. Quắc sáng đẹp. Đấy, đàn đang nháy là gọi thớt equalizer. Và thớt CD đầu đĩa này và radio âm ly và quay băng, tất cả đều sáng đẹp. Vâng, bây giờ em sẽ soi đằng sau và hướng dẫn bác cách kết nối. Vâng, đây là mặt đằng sau các bác nhé. Vâng, 2 súp. Vâng, và đây là súp đấy. Súp Kenwood SVK900. Điện chạy 110 hoặc 220 nhưng mà tất cả em đã gạt sang 220 hết. Vâng, và made in Japan đây bác nhé. Đấy, nó chỉ có một đường jack cắm vào đây thôi ạ. Thì em sẽ chỉ ra cắm sau, lỗ cắm sau. Vâng, và đây là loa 12M đây, Made in Japan. Vâng, đây là loa VR 110W 6 ohm, Made in Japan. Và sơ di của loa 154, đuôi 154. Và tất cả là Japan hết các bạn. Vâng, và loa bên này cũng vậy, Made in Japan. Và đây là loa VL cũng như vậy, 100W 6 ohm, Made in Japan. Sơ di là cũng 154. Một đôi loa này là đều trùng sơ di nha các bác nhé, 154 bên kia cũng đuôi 154. Vâng, và đây là loa súp. Made in Japan này bác. SVK 80W. Vâng, bây giờ em sẽ xoay hết đĩa.
trên cùng là thân CD đây các bác này, đây là sơ di của thân CD là VD97 Made in Japan. Và thứ hai là thất Equalizer đấy. Vâng, đây là sơ di của thất radio. Bởi vì nhà em nó rất là nhiều dàn, thế cho nên là những bộ A97 là nhà em nó rất là nhiều, hơn chục bộ, thế cho nên là khi tép bộ nào em sẽ soi rõ sơ di vào đấy, không sợ nhầm lẫn bộ loa sang bộ kia. Và đây là thất âm ly, sơ di của thất âm ly A97 này. Điện chạy 110 hoặc 220 này. 280W, Made in Japan. Bằng dưới cùng đây là thớt quay băng. Vâng, đây là sơ di của thớt quay băng. Vâng, như vậy là em đã soi rõ sơ di từng thớt một cho bác Thuần. Khi bác nhận hàng thì cứ đúng sơ di như này là các bác nhận hàng. Vâng, bây giờ em sẽ test từng phần một, chi tiết từng phần một cho bác Thuần. Bởi vì bác ở rất là xa, cho nên là em trước khi gửi em sẽ test chi tiết và soi rõ sơ di từng bộ một cho bác. Vì nó cũng có những cái bộ đẹp, bộ xấu. Cho nên là các bác nào mà có tham khảo những bộ dàn như này thì nếu cần thiết thì em vẫn test chi tiết và từng sơ di mà từng thớt một. Và bây giờ em sẽ test thớt quay băng. Em sẽ thớt quay băng. Và đây là quay băng cửa A. Vâng, đây là quay băng cửa A đã nói tốt bác nhé. Đây tập A đã nói tốt. Và đây là quay băng cửa B. Vâng, như vậy là quay băng hai cửa, cửa tap A và tap B đã nói tốt. Vâng, và bây giờ em sẽ test thớt radio. Vâng, chỉ bấm đi. Phải hai lần tác phẩm nữa. Vậy thì hoàn thức sân khấu và radio đã nói làm cho cái vở diễn hai em nhiều hơn với những... Dạ, anh thấy ạ. À, có lẽ là bây giờ thì chị Thùy Linh đã nhắc em nghĩ vào những cái giai đoạn khi nhà hát tuồng Việt Nam dựng tác phẩm mới và đã có rất nhiều cuộc trao đổi gay gắt. Vâng, như vậy là radio cũng nói nó tốt rồi. Dân Bạc Phương. Vâng, với những bộ dàn này thì có đầy đủ các đường cắm line điện thoại máy tính vào các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ test máy tính cho các bác này. Vâng, đây đường điện thoại vào đây. Các bác điện thoại hoặc là cắm TV mạng vào. Vâng, đây em đang cắm máy tính vào đây.
điện 220 cho nên là cái thấp CD của nó sẽ chạy hai đĩa to. Các bác có thể là chạy cái đĩa LD, đĩa to là đĩa LD hoặc là chạy đĩa chung hoặc chạy đĩa CD, nhưng thường thường người dàn thì nghe tiếng đĩa CD nó hay. Vâng, và em sẽ thử một chiếc đĩa bằng những từ là chiếc đĩa ghi thôi, đĩa ghi bình thường thôi, đây là đĩa ghi ở máy tính nha thôi. Và tôi sẽ chạy cho các bác. Vâng, bài nhận rất nhanh nha bác. Trong xoay CD. Em chuyển bài, em chuyển lên này. Từ ngày 1 em chuyển lên bài 5, nhân dài rất nhanh. Còn bài 6 này. Nhân bài rất nhanh các bác nhé. Quay về bài 1 này. Vâng, hôm nay bộ này là em test cho bác Thuần Hà Giang. Còn các bác khác tham khảo hoặc muốn mua thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại hiện trên màn hình. Vì dàn Kenwood này em cũng rất là nhiều. Em vệ sinh được bộ nào thì em sẽ test cho các bác bộ đó. Nên nhiều khi là cũng chưa kịp test là khách đến nhà cũng mua rồi. Nên là các bác cũng thông cảm. Bác là có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với em thì em sẽ vệ sinh xong và các thứ đủ tiêu chuẩn hết rồi em sẽ test, em sẽ đăng lên cho các bác. Vâng, cuối clip thì em xin chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bác ở các video clip sau. Em sẽ đăng lên một số những bộ dàn to khủng và ghép tất cả các loại thuốc để các bác tham khảo.